Chào tất cả bác nha. Thưa bác là sau khi Quân đăng cái video giới thiệu về cái bài thuốc chữa ho bằng cái hoa của cây đu đủ đực này thì nhiều bác cũng hỏi Quân về cái tác dụng chữa bệnh ung thư của lá cây đu đủ. Đấy. Và gần đây Quân cũng thấy một số người giới thiệu về cái việc điều trị bệnh ung thư dạ dày bằng lá cây đu đủ này. Đấy. Thì là một người làm trong lĩnh vực về các loại cây thảo dược và có những bài thuốc giới thiệu với các bác, thì hôm nay Quân cũng muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Khi bị ung thư dạ dày, chúng ta có nên dùng lá đu đủ đực hay không? Thì thưa bác là cái cây đu đủ thì có rất là nhiều công dụng chữa bệnh. Hoa đu đủ đực này chữa bệnh ho này, đấy, tràn dịch màng phổi này. Rồi nhựa của cây đu đủ, đặc biệt là cây đu đủ đực này, chữa được sơ cứu trong trường hợp bị rắn cắn. Quả đu đủ thì này có rất nhiều dinh dưỡng, vitamin A. Đấy. Việc dùng cái lá này để điều trị ung thư thì gần đây thì có nhiều người cũng đăng tải, rồi cũng truyền tai nhau về công dụng của lá cái này để điều trị ung thư. Và chính vì vậy mà nhiều nhà khoa học đã vào cuộc và cũng đã có những cái nghiên cứu rất rất là chuyên sâu cơ bản. Tuy nhiên thì đi đến kết luận là chưa có một cơ sở khoa học nào khẳng định rằng cái lá đu đủ này có tác dụng điều trị bệnh ung thư, và nhất là ung thư dạ dày đấy, như là một số video mà ta giới thiệu đấy. Và vì vậy cũng có lời khuyên với bác như này: khi bị ung thư, bất kỳ bệnh ung thư nào, các bác đều phải điều trị bằng Tây y các bác nhé, bằng khoa học hiện đại. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là khoa học hiện đại họ mới có những cái thiết bị để người ta nhận định chính xác cái mức độ nguy hiểm của bệnh. Làm trong lĩnh vực cây thuốc nam, thảo dược, nhưng mà Quân vẫn khuyên các bác là nên kết hợp cả Tây và Đông y. Chúng ta không thiên về một bên nào hết các bác nhé. Đấy là cái lời khuyên của Quân dành cho các bác. Cái thứ hai nữa, nhiều người là ở cái giai đoạn đầu cứ mang cái cây này về sắc nước uống. Một cái tác hại đó là có thể gây sung huyết dạ dày nếu như sử dụng ở cái lưu lượng cao. Đấy, mà đang bị ung thư, đang bị ca rồi mà lại thêm sung huyết nữa thì lại càng khó chữa. Mà hơn nữa là chúng ta lại mất đi cái cơ hội vàng để điều trị một cách triệt để căn bệnh này. Ung thư dạ dày vẫn có thể điều trị chỉ riêng bằng Tây y, bằng cách phẫu thuật. Đấy, còn Quân gặp nhiều trường hợp là người ta chỉ dùng cách phẫu thuật và uống thuốc là người ta có thể điều trị. Còn nếu dùng lá đu đủ này mà chưa có một cái kết luận nào chính xác về cái tác dụng của cây đu đủ này điều trị ung thư. Đấy, Quân khuyên các bác là nếu các bác có thích sử dụng cái lá đu đủ này thì các bác hãy đi thăm khám và điều trị ở các bệnh viện lớn chuyên về ung bướu, điều trị bệnh ca trước đã. Sau đó về chúng ta hãy sử dụng lá đu đủ và chúng ta sử dụng cái lượng vừa phải các bác nhé. Đấy, còn những bác nào thực sự mà muốn Quân lấy giúp thuốc trong trường hợp bị ung thư dạ dày thì sau khi điều trị về các bác hãy mang hồ sơ bệnh án của bệnh viện về Quân xem, và sau đó là Quân sẽ có những lời khuyên để giúp các bác là điều trị nhanh nhất cái căn bệnh này. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Quân.